Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Tổng thống Biden chúc mừng ông Tô Lâm trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm 7 tháng 8, Tổng thống Joe Biden chúc mừng Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản. Theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc, tôi chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên bố của ông Biden mở đầu như vậy ông nhắc lại rằng gần một năm trước việt nam và hoa kỳ đã công bố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện xem đó là một kỷ nguyên mới về hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước phó tổng thống harris và tôi mong muốn được làm việc với tổng bí thư tô lâm để tiếp tục thúc đẩy tiến trình lịch sử này góp phần hỗ trợ một nước việt nam hùng mạnh độc lập thịnh vượng và kiên cường Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư tại một hội nghị bất thường hôm 3 tháng 8. Đây là chức vụ có nhiều quyền lực nhất trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của đất nước cộng sản này. Bộ Y tế Việt Nam thúc đẩy dự luật dân số đề xuất không giới hạn số con của mỗi cặp vợ chồng. Bộ Y tế Việt Nam tổ chức một hội thảo Hà Nội để thu nhận những lời góp ý nhằm để hoàn thiện dự luật về dân số, trong đó một nội dung đáng chú ý trong dự luật là những người soạn thảo luật đề xuất mỗi cặp vợ chồng hoặc là mỗi cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh thay cho quy định hiện thời là mỗi cặp vợ chồng, mỗi cá nhân sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nói rằng, cần có luật dân số thay thế pháp lệnh dân số vì đất nước đang chuyển sang tình hình mới. Đó là vì đã xuất hiện xu hướng mức sinh xuống thấp, cụ thể hơn là mức sinh thay thế chưa được thực sự bền vững. Con số trung bình của một người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiện là 1.96 và tỷ lệ tăng dân số là 0.84% vào năm ngoái. Bên cạnh đó thì tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao với tỷ số giới tính khi sinh là 111.8 bé trai trên 100 bé gái trong năm ngoái. Trên danh nghĩa thì pháp lệnh dân số của Việt Nam hiện vẫn còn hiệu lực và những người sinh con thứ ba, nhất là các đảng viên cộng sản vẫn có thể bị xử phạt, mặc dù là Bộ Y tế và một số cơ quan đã đề xuất nới lỏng các quy định về sinh đẻ. Người nam hàng chi gần 6 triệu Mỹ kim một tháng để ăn cá ngừ Việt Nam. Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam VASEP vừa công bố số liệu thị trường xuất cảng cá ngừ của Việt Nam sang Nam Hàn. Theo đó, Hiệp hội này cho biết liên tục trong 3 tháng trở lại đây, xuất cảng cá ngừ của Việt Nam sang Hiệp hội tăng trưởng ở mức 3 con số và lập đỉnh kỷ lục trong tháng 6. Tính riêng tháng 6, giá trị xuất cảng sang thị trường này đạt gần 6 triệu Mỹ Kim, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khoảng thời gian 6 tháng, xuất cảng cá ngừ sang Nam Hàn đạt hơn 14 triệu Mỹ Kim, tăng 144% so với cùng kỳ. Nam Hàn trở thành một trong 10 thị trường đơn lẻ nhập cảng nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Quan thuế Việt Nam, trong 6 tháng qua có 15 doanh nghiệp đang tham gia xuất cảng cá ngừ sang thị trường này. Giống như Nhật Bản xuất cảng sang Nam Hàn có lợi thế vị trí địa lý gần, nhu cầu tiêu thụ ổn định và là điểm đến của nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới trong bối cảnh lạm phát khiến tiêu thụ giảm mạnh ở các thị trường phương Tây. Trong khi căng thẳng biển đỏ khiến giá cước vận tải biển đi Mỹ và châu Âu tăng vọt thì những thị trường gần hơn như Nam Hàn cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Xét xử vụ đại án đăng kiểm, trưởng cơ quan đăng kiểm bào chữa không có ý phạm tội. Vào ngày 7 tháng 8, tòa án nhân dân thành phố Sài Gòn tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án tại cơ quan đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm cơ quan đăng kiểm địa phương. Bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu trưởng cơ quan đăng kiểm Việt Nam tự bào chữa và khẳng định mình chỉ vô tình phạm tội chứ không cố ý lợi dụng chức vụ để hưởng lợi. Bị cáo hình bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 281.200 Mỹ Kim để bỏ qua sai phạm trong việc cấp phép và kiểm định phương tiện. Ngoài ra, thì ông còn duyệt cấp thông báo đủ năng lực cho 63 cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện theo quy định. Viện Kiểm sát đề nghị mức án là 18 cho đến 19 năm tù về tội nhận hối lộ và 5 cho đến 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt là 23 cho đến 25 năm tù. Luật sư Kiều Đại Bằng bào chữa cho rằng là mức án đề nghị là quá nặng và khẳng định là số tiền bị cáo nhận hối lộ hàng trăm ngàn bỉ Kim như cáo trạng. Cựu cơ quan đăng kiểm Đặng Việt Hà, người kế nhiệm Trần Kỳ Hình, bị đề nghị mức án là 20 năm tù về tội nhận hối lộ vì buông lỏng quản lý và không chấn chỉnh sai phạm trong hệ thống đăng kiểm bào chữa cho bị cáo hà thì luật sư nêu khó khăn khi ông tiếp quản trong bối cảnh tham nhũng và tiêu cực đang diễn biến phức tạp các luật sư cũng đề nghị giảm nhẹ án phạt cho nhóm bị cáo là cựu phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới gồm có đặng trần khanh nguyễn đức toàn và trịnh bình dương với lý do là các bị cáo đã nộp lại tiền và có nhiều đóng góp cho ngành. Phiên tòa sẽ tiếp tục với các phần bào chữa và tranh luận giữa luật sư và đại diện của Viện Kiểm sát. Bắt cóc hai bé gái trên phố đi bộ Sài Gòn, mẹ Minh lãnh 9 năm tù. 4 tháng sau vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Sài Gòn, bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, bị kết án 9 năm tù trong một phiên xử kín diễn ra ở Sài Gòn. Theo báo Dân Việt và Pháp luật hôm 7 tháng 8, bị cáo Vi bị khép hai tội danh sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Ngoài án tù, bị cáo Vi còn bị buộc bồi thường cho hai nạn nhân 80 triệu đồng, tương đương 3.177 Mỹ Kim. Theo cáo trạng, hồi tháng 10 năm ngoái, qua một ứng dụng hẹn hò, Phạm Huỳnh Nhật Vi quen ông Richard người Mỹ, chưa rõ có phải người gốc Việt hay không. Trong lúc trao đổi qua Zalo, Richard yêu cầu Vi dụ dỗ các bé gái 6 đến 12 tuổi rồi quay các đoạn clip gợi cảm của nạn nhân thì sẽ được ông này gửi tiền. Richard còn hứa hẹn sẽ cưới bị cáo Vi làm vợ và bỏ lãnh sang Hoa Kỳ. Hồi trung tuần tháng 3, Richard gửi 500 Mỹ Kim cho Vi. Ông này còn đặt thuê một căn chung cư hạng sang ở Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, cho Vi để cô này quay clip các bé gái. Vào đêm 31 tháng 3, bị cáo Vi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ thì thấy bé NKTM 7 tuổi đang ngồi một mình. Vi lại gần hỏi thăm, cho bé 10.000 đồng để làm quen. Đến đêm 3 tháng 4, Vi quay lại đường Nguyễn Huệ, thấy bé M ngồi cùng vé NLHN 3 tuổi là em ruột, nên dụ dỗ hai chị em đi ăn kem và gà chiên. Sau đó, Vi dẫn hai bé gái lên taxi trở về căn hộ nêu trên. Tại đây, Vi cởi hết quần áo hai bé gái, dùng điện thoại di động quay video clip, chụp ảnh hai bé khỏa thân, rồi gửi cho Richard xem qua Zalo. Liên quan vụ này, báo Việt Nam Net cho biết, Công an ở Sài Gòn đã đề nghị Viện Kiểm sát tối cao yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tương trợ tư pháp để xác minh, ghi lời khai của bị can Richard, nhưng đến nay chưa có kết quả.